Dự án đường bộ cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt mới được làm lễ thông xe đoạn từ nút giao quốc lộ 7A đến quốc lộ 46B vào ngày 28 tháng 4 vừa qua. Thế nhưng ngay sau khi vừa đưa vào khai thác thì cung đường này đã bị một số cơ sở sửa chữa xe và làm lốp xe tùy tiện dùng sơn viết chằng chịt số điện thoại lên giải phân cách hộ lan thành cầu để quảng cáo. Và việc làm này của người dân là vi phạm pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đối với đường cao tốc đang khai thác và gây mất mỹ quan đối với cung đường vừa mới được đầu tư. Chằng chịt số điện thoại được phun sơn lên giải phân cách giữa hai chiều của đường cao tốc, đặc biệt là ở những đoạn có làn dừng xe khẩn cấp. Tình trạng này đã xuất hiện từ ngay sau khi thông xe đưa vào khai thác. Và từ ngày 3 tháng 5 năm 2024, thì chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng đã phải có văn bản đề nghị chính quyền và công an các địa phương Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên hỗ trợ để tuyên truyền và xử lý hành vi vi phạm này. Phòng đang tham mưu Chủ tịch Ủy ban huyện văn bản chỉ đạo quán triệt, thứ nhất là các địa phương phải nâng cao cái tuyên truyền hiểu rõ pháp luật cho người dân để người dân biết. Cái thứ hai cũng đề nghị các cơ quan chức năng, là đặc biệt là đơn vị chủ đầu tư, kiểm tra toàn đường phải thường xuyên để phát hiện kịp thời, răn đe và cần thiết sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ sở làm lốp Thái Bình có địa chỉ tại xóm 4, xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu là một trong số các điện thoại được viết nhiều trên giải phân cách đoạn từ nút giao đường N5 đến nút giao quốc lộ 7A. Điều đáng nói là hành vi vào đường cao tốc đang khai thác để viết quảng cáo đã gây mất an toàn giao thông. Trong khi đó, hai ngày nay, cơ sở làm lốp Thái Bình lại tự ý cho người xâm nhập vào cao tốc để xóa quảng cáo. Em thấy họ cùng ghi trên thì em cùng bắt chước theo, cho em cũng biết là nó ảnh hưởng đến an toàn giao thông vì lại là mì quán đường cao tốc. Bây giờ anh lấy từ đi khắc phục thì anh thấy lên này đúng hay sai? Dạ, em biết là sai. Hiện cơ quan chức năng kiểm tra để xác định số điện thoại của các tổ chức, cá nhân vi phạm còn lại. Sau khi xác minh được các số điện thoại thì chúng tôi cũng yêu cầu là các cái cá nhân liên quan là phối hợp với doanh nghiệp để đưa ra cái phương án xử lý để làm sao là đảm bảo an toàn, vì đây là tuyến đường đang khai thác, dẫn đến là nếu mà không có phương án đảm bảo an toàn thì rất nguy hiểm. Theo phương án tổ chức giao thông đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì ngay cả người, phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc cũng phải có phù hiệu hoặc biểu tượng riêng và có phương án tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn đối với đường cao tốc đang khai thác. Bởi vậy, tuy mức độ vi phạm pháp luật và hậu quả xảy ra thì người dân có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.